Hiện tại bên anh trong menu thì có khoảng trên 140 món. Những món nổi bật là về bò tơ và một số món Âu dành cho Beer Garden như là sườn cừu, cá lương muối tuyết, gỏi tôm chua cay. Riêng về phần cá lương muối tuyết, khi mà đập vỡ cái muối ra thì bên trong là con cá rất là nóng và ăn sẽ không bao giờ có vị tanh.